mà em mất cái thời gian mà cái đường xá xa xôi mà mất gấp bác sĩ ôm đi bạn bè hay người nhà chở em đi nó mất thời gian không? Không tới có nó không có không giờ mà nói anh em không thời gian tốn một phí một xe là bao la tên giá như là mình có nói hàng rồi anh em nhiều có anh em nói mất xe cũ xe mới đó anh mình khó cho mình đó lại mà nhiều quá anh em đặt vấn đề mà xe qua vô có hàng nó 30 triệu không là cái 50 là có giá đó cho anh em mình không trả lời nhắn cũng khó trả lời bây giờ nó hàng bốn mấy thì anh em cứ chữ mình mấy câu đó nhiều lúc mình cũng khó mình chưa các bạn chấp nhận anh em cũng đừng buồn mình nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe tại cửa hàng á, đủ các dòng nha. Ở đây thì xe cọp, xe siêu lướt ha. Đó. Mua xe thì trả trước 1-2 triệu gì có thể là nhận xe á, mang theo chứng minh nha. Rồi thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì con Dương nha mọi người. Chào anh em, chào các chú, chào anh em các bạn thân nha. Chào các chú tương tự. Đây em chuyên bán cái dòng tay con Edder Sonic UDX 155 nha anh em. Đây là Edder 5 giờ rất nhiều anh em. Còn đây là em dùng 135 giờ Mario, nói chung là nhiều lắm. Nhiều không? Cảnh còn 2 chữ là nhận xe nha anh em. Nhận chứng minh là mình đi góp được. Rồi có thể không được 2 chiếc xe nha anh em. Thủ tục nó đơn giản, cần chứng minh với lại anh em có mặt tại cửa hàng là được nha anh em. Một đối một đúng không? Một bảo hành 2 năm. Anh em thích cái xe nào giờ anh em có thể đặt cọc. Lại 2 triệu 3 triệu mình thể ra tên cho anh em. Rồi tới Tết anh em lại có tên, có bản số cho anh em đi nha. Thích cái xe đó anh em gửi 2 triệu 3 triệu chuyển khoản cho mình. Mình sẽ ra tên, ra bản số cho anh em. Tới ngày đó anh em tới Tết anh em lại lấy xe về cho anh em. Rồi. Cái đầu tiên mình giới thiệu luôn. Thấy con ẹt nào cũng đẹp này. Đó, con này cũng đẹp nha mọi người. Ẹt 150. Con này biển số là Bình Dương, thành phố Bình Dương. 61 thành phố Bình Dương. Nên sang tên về ở Sài Gòn á là ok luôn á. Con này giá của nó là 30 triệu đó. Trả trước là 3-4 triệu ha, 2-3 triệu chứ. À khỏi trả trước cũng nhận xe luôn. Còn đối với anh em Sài Gòn thì con này là 32 triệu, 34 đi. 32 đi 34. 32 triệu là ra tên luôn. Đó, bao con này bao luôn nha mọi người, anh em nào xem chú ý á. Rồi. Tiếp tục là Ad 135. Thì hiện tại Ad 135 thì cũng có rất là nhiều, cọp cũng có mà xe hơi giật giật cũng có ha, gọi là xe giá thấp hơn á. Thì đối thấp nhất của Ad 135 là 20 triệu. Con này là 22 triệu nè. Con 20 triệu thì trong nhà. Con này là 22 triệu, trả trước là 23 triệu là nhận xe, hoặc là không trả trước được là biển số 36 nha. Ngoài ra đối với cái mà những cái bản cọp á, có nghĩa là màu trắng đen, màu đỏ đen như này á mọi người. Xe đi con đi 6.000, con đi 9.000. Ad 135 á nha mọi người, chú ý á. Thì giá của nó là con là con này là 35 đúng không? 35 bao tiền, con kia là 39 bao tiền hả? 34 triệu bao tiền. 34 triệu bao tiền. Là cái con màu đỏ á, là đi 9.000 coi á. Rồi. Con này 22 triệu nha anh em. Rồi ok. Dạ còn con 69 thì nó 20 triệu nha anh em. Rồi. Future này tại vì future này gần như sim mới. Nói chung là nó gọi là line new á mọi người, giống như điện thoại mình sử dụng, giống như điện thoại luôn là line new. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà rất cọp. Cái này thì anh em nào mà mình ra tham khảo xe mới rồi ấy, thì mình tới mình mua chưa có muộn đâu. Đó, xe như xe mới thôi. Hàng này 2X có nghĩa là 2 mấy triệu á. Trả trước là cứ 2-3 triệu hoặc không trả trước được ha. Chắc cũng phải trả trước 2-3 triệu đi cho nó dễ nha mọi người. Tại vì trả trước thì lãi suất nó thấp hơn. Rồi hồ sơ dễ đậu hơn. Đó là những cái mà phải nói mọi người trả trước ha. Rồi. Con này là Ad 150 màu đen kem vàng đồng. Thì hiện tại màu có màu 37D1 anh em. 99300 anh em. Cái này có tem xanh không anh? Dạ cái này có tem xanh kìa. Không, ấy là con này mà có tem màu xanh không? Đời 29 á. Dạ không anh. Hết luôn à? Dạ hết luôn rồi. Rồi ok. Thì Ad hiện tại giá của nó là thấp nhất là 27 đúng không? Dạ, đúng. Cao nhất là 37 triệu. Dạ. Tùy theo con á, mình báo chung nha nha. Xe thì đi cứ tầm 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 tùy theo con thôi. Đó, mình trả trước cứ tầm 3-4 triệu là mình nhận xe. Anh em mình thích những cái màu nào của 150 thì liên hệ.
Ngoài xe cũ thì cũng có xe mới nữa này mọi người. Zalo giúp em cho mấy anh Gục. Dạ. Gục xin bạn Zalo giúp em. Ngoài xe cũ thì có xe mới là con Ad 150 màu trắng đỏ đen nha mọi người. Con này thì giá của nó là 46 triệu bao tiền. Xe mới 100% nha. Ok anh em chưa? Rồi ok. Rồi mình chuyển qua VinX cho mọi người một tí nha. VinX mình thấy anh em hỏi rất là nhiều. VinX thì có rất là nhiều phiên bản luôn. Màu bình, những bản mà sport này. Rồi màu combo này, combo thì có nhiều. Có combo đỏ này, combo xanh rồi có hết đúng không? Màu đen nhám cũng có luôn. Nói chung là riêng về VinX thì rất là nhiều. Anh em nào mình thích con nào thì mình có thể là tới mình liên hệ mình mua, hoặc là kết bạn Zalo để anh cho coi phiên bản á. Giá thấp nhất của nó là bao nhiêu anh? Giờ 33 triệu là thấp nhất, tới 35 triệu bao tiền hết cho mọi người. Bao tiền, tổng giá là bao tiền hết em. Giá bao tiền. Còn cái 33 triệu bao tiền xe nó qua chỗ. Ok. Còn đời cao không à. Rồi về Rider nha mọi người. Rider thì quá trời luôn, gần như là không thiếu một cái màu Rider nào cả. Toàn là xe như xe mới không à. Giá là từ 35 tới 45. Các bạn nào mua con nào thì cứ chuẩn bị tầm 2 3 triệu, 3 4 triệu thì tới nhận xe nha. Rồi. Nhắc về Winner V1 thì đợt này chỉ còn đúng 2 con thôi nha mọi người. Đúng 2 con Winner V1 thôi. Con bên này là sẽ cọp đi 2000 coi. 2000 coi, giá con này là 34 triệu luôn. Dạ đúng rồi, 34 triệu bao giá tên. Bao tên luôn, biển số 67 nè. Dạ 34 triệu bao tên cho đi. Có 2000 coi thôi á. Dạ. Rồi. Con bên này thì cũng Winner V1 33 triệu bao tên. Dạ. Con này đồ chơi rất là nhiều, con này đi phượt hơi bị sướng á nha mọi người. Tốn tiền anh em cũng. Đó. Rồi, báo nhanh nha. Rồi. Mình chuyển qua Ad 155 thì mình nhắc lại ở đây xe cũ có, xe mới có nha. 155 đối với cái bản màu xanh RB là xe mới 100%, là 50 triệu 500, bao tiên trọn gói, không tốn bất kỳ khoản chi phí nào, không có tăng giá hay là gì nữa nha mọi người. Đó. Còn đối với mà xe cũ màu xanh RB là xe đi 400 coi á, là giá có nghĩa là 46 triệu bao tiên luôn. Ok anh em chưa? Còn tí nữa vào trong kia mình nói tiếp ha. Rồi. Con này thì AB 150 siêu lướt 800 coi 49 triệu bao tiền. Đó. Con này bản này các bạn ra mua xe mới cũng phải 59-60 triệu. Không té ngã không dính chày nha. Con này những xe mới thôi. Nói chung vừa dắt ra hết là bán thôi. Không té không dính ngã, một đỡ một anh em yên thôi. Rồi. Vào bên trong nữa tí nha mọi người. Thì Ad 155 thì khỏi cần phải bàn á. Đối với những con mà đã qua sử dụng thì nãy mình nói là cứ 45 triệu bao tiền, trừ bản RB là 46 triệu thôi, đã qua sử dụng nha. Còn đối với xe mới á, màu đen nhám, màu trắng đỏ đen và màu đỏ nhám đều là 49 triệu 500, xe mới 100% nha. Rồi, mình chuyển xuống Vario. Vario thì có Vario 125 và 150. 125 là giá từ 34 tới 36 triệu. 125 ở phía dưới nha mọi người. Nói chung là các bạn Zalo đi mới có nhiều màu. Các bạn Zalo cái gì mình gửi mẫu cho anh em coi. Ừ, nhiều lắm. Nhà mình rất nhiều nha. Báo là tại vì báo bao tiền mà. Để cái mẫu cho anh em thôi. Chính bài nó đang quay cho anh em coi. Còn em thích mẫu nào liên hệ với mình nha. Để gửi qua Zalo. Như vậy các bạn Zalo mình mỗi tuần mỗi ngày mình share về mình đăng lên Zalo cho anh em coi nha. Rồi. Còn bên này là Vario 150 thì hiện tại giá của nó là từ 45 tới 48 nha mọi người. Dạ. Còn xe mới là 52. 52 là đối với màu màu đen nhám, màu chị rồi ok. Đủ. Anh em nào mua thì cứ kết bạn Zalo đi. Dạ. Kết bạn Zalo giúp em anh Gục. Rồi, mình chuyển qua SH1 cho anh chị và các bạn nha. SH1 thì đây là xe mới á, xe mới con này, hai con này là xe mới hết. Số lượng nhiều chứ không phải là hai con nha mọi người. Toàn là màu này thôi, bản cao cấp. Có ABS luôn. Con màu xám lông chuột là 70 triệu 500 bao tiền. Còn phía trong là cũng là 69 triệu 500 bao tên luôn. Đó. Bản này thì anh chị và các bạn lưu ý nha. Cái này là VAT hết rồi á. Trọn gói hết là luôn á. Rồi. Còn em 150 xe mới nữa là con này á. Mẫu này là 47 triệu bao tên. Còn đối với những bản còn lại, bản xe đã qua sử dụng thì giá từ 27 tới 37 ha. Tùy theo bản nha. Còn bên này nữa nè. Sonic thì còn đúng một con đâu, 52 triệu xe mới bao tiền luôn. Anh em nào xem được thì thích mua liên hệ. Còn đối với Rider thì 38 tới 45 đủ màu luôn.
kem sơn nè, những màu cà rốt nè, màu đỏ đen nè, màu trắng xanh nè, xe siêu cọp mà đèn nhám có đầy đủ hết, có đủ hết. Dạ, có đầy đủ xanh trắng xanh đen có đầy đủ hết. Anh em kết bạn Zalo mình gửi mẫu cho anh em con tại đây, chỉ để cái bài tại cái tiệm mình nó nhỏ mà nhà mình ở đây khu vực phường Lá Hiêu, thành phố Thuận An luôn nha anh em. Tới cái mình dắt nghe nhiều nhà con thoải mái, xe rất là nhiều cho anh em lựa chọn, mới có cũng có cho anh em đa dạng nha, 1-2 ngàn cây, 2-300 cây nhiều có hết cho anh em. Dạ, không để mà anh em mất cái thời gian mà cái đường xá xa xôi mà mất gấp, bắt xe ôm kêu bạn bè hay người nhà chở anh em đi nó mất thời gian đâu. Không tới có mới nói, không có là không giờ mà nói anh em không thời gian tốn một phí, còn xe là bao là tên giá nhiêu nhiêu là mình có nói hạn rồi. Anh em nhiều có anh em nói mất xe cũ xe mới, xe mới hết anh mình có cho mình cái đó. Lại mà nhiều quá anh em đặt vấn đề mà xe qua đi ô có hàng nó 30 triệu không là cái đầu tư là có giá đó nha anh em, mình không trả lời nhắn cũng khó trả lời. Bây giờ mình nói hàng 4 mấy thì anh em cứ chữ mình, mấy câu đó nhiều lúc mình cũng khó, mình chưa các bạn chấp nhận anh em cũng đừng buồn mình nha. Rồi ok, thì đó mình vừa lướt qua cho chị và các bạn ha. Tất cả các dòng xe tại đây, ngoài những dòng xe này thì cũng còn rất là nhiều, anh em chịu khó kết bạn Zalo, số điện thoại thì mình để trên màn hình nha mọi người. Rồi chắc là mình kết thúc cho clip ha. Ok, xin chào mọi người ạ. Chào anh em, chào con của bác, chú nha.